Kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kênh xin kính gửi tới quý vị nội dung: Chiến lược của Joe Biden về Trung Quốc rút gọn thành một từ nhẹ nhàng, theo the national interest. Mời quý vị cùng theo dõi. Bản thân Biden đã bị hạn chế trong việc chỉ trích Trung Quốc, gọi chính phủ ở đó là đối thủ hoặc đối thủ cạnh tranh nhưng không phải là kẻ thù trong khi các quan chức chính quyền gần đây nói với new york times rằng họ đã lên kế hoạch trả đũa nga vì các cuộc tấn công mạng vào năm ngoái nhưng họ lại không thể thốt trực diện đến vậy về vụ xâm phạm quy mô vào hệ thống email của microsoft mà công ty này cho là do trung quốc gây ra có một quan điểm phổ biến ở cả hai bên bờ thái bình dương rằng tổng thống joe biden sẽ đối xử với trung quốc theo cách tương tự như là người tiền nhiệm của ông hoài nghi với những lời hứa của bắc kinh và mạnh mẽ chống lại sự hiếu chiến của trung quốc từ tây thái bình dương tới không gian mạng đánh giá đó là nhã nhặn nhưng sai lầm sự khôn ngoan thông thường đã được củng cố bởi các cuộc họp nổi bật trong tuần này giữa các quan chức hàng đầu của nhật bản và hàn quốc và những người đồng cấp mỹ của họ ngoại trưởng antony blinken và bộ trưởng quốc phòng lloyd austin không ai trong số đó sẽ đi cùng vào cuộc họp kín tiếng vào thứ năm và thứ sáu ở alaska giữa blinken và cố vấn an ninh quốc gia jake sullivan và các quan chức cấp cao của trung quốc nhà ngoại giao hàng đầu dương kiết trì và ủy viên quốc vụ vương nghị đúng là hai tháng sau nhiệm kỳ tổng thống của mình biden đã không ra lệnh cắt giảm bất kỳ mức thuế quan hoặc là kiểm soát xuất khẩu nào mà cựu Tổng thống Donald Trump đã ban hành đối với Trung Quốc. Giống như kim đồng hồ, Hải quan Hoa Kỳ đã cử một tàu đi qua eo biển Đài Loan mỗi tháng và cố tình cư trú trong vùng biển và vùng trời mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Ngôn ngữ từ Washington vẫn nhẹ nhàng hơn. Những người được đề cử của Biden cho chức vụ cấp cao hứa hẹn trong các phiên điều trần xác nhận sẽ cảnh giác một cách thích hợp đối với trung quốc một người ban đầu đã không làm như vậy một cách đầy đủ bộ trưởng thương mại gina raimondo đã phải bị hoãn đề cử vì nó chỉ được tiến hành khi mà đảm bảo rằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu sẽ vẫn được duy trì blinken đã chỉ trích bắc kinh trà đạp nền dân chủ ở hồng kông và lạm dụng nhân quyền trên khắp đất nước nhưng điều này nên được hiểu rõ hơn là việc chính quyền tuân thủ và tiến hành duy trì liên minh cần thiết để sau đó chuyển sang giảm căng thẳng với Bắc Kinh. Một quá trình mà nếu ông chủ của Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình còn nắm quyền thì hầu như chỉ cần đến sự nhượng bộ của Mỹ. Hãy nhớ lại rằng Hillary Clinton, người đã từng là ngoại trưởng đầu tiên của Barack Obama, cũng chính thức dừng chân đầu tiên ở nước ngoài tại Nhật Bản và Hàn Quốc đã hứa rằng liên minh giữa hoa kỳ và nhật bản là nền tảng trong chính sách đối ngoại của chúng tôi nhưng những gì tiếp theo không phải là giai đoạn tăng cường liên minh giữa các nền dân chủ đông á chống lại trung quốc thay vào đó chính quyền obama biden đã tập trung vào việc mở rộng thương mại với trung quốc những lời hứa không có thật của trung quốc được chấp nhận một cách có cả tin là không tấn công mạng hoa kỳ hoặc quân sự hóa biển đông và các đồng minh lạc quan như Đài Loan với việc bán vũ khí bị trì hoãn và sự tán thành ngầm của các chính trị gia mềm mỏng với Bắc Kinh. Liệu mô hình này có lặp lại hay không? Một dấu hiệu có thể cho thấy chính quyền Biden dường như có ý định chọn nơi mà chính quyền Obama đã bỏ dở trong hầu hết mọi vấn đề đối ngoại. Đó là việc ngừng đường ống dẫn dầu Keystone XL với Canada tham gia thỏa thuận ký hậu Paris và cùng tìm kiếm các cuộc đàm phán để tham gia lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran. Đây là tất cả các ưu tiên của chính quyền Obama bị Trump trì hoãn. Quan điểm toàn cầu bị mất uy tín cũng vậy, khi cho rằng hội nhập kinh tế với Trung Quốc cuối cùng sẽ cải thiện an ninh và nhân quyền. Bản thân Biden đã bị hạn chế trong việc chỉ trích Trung Quốc, gọi chính phủ ở đó là đối thủ đối thủ cạnh tranh, nhưng không phải là kẻ thù. Trong khi các quan chức chính quyền từ gần đây nói với New York Times rằng họ đã lên kế hoạch trả đũa Nga vì các cuộc tấn công mạng vào năm ngoái. Nhưng họ lại không thể thốt trực diện đến vậy về vụ xâm phạm quy mô vào hệ thống email của Microsoft mà công ty này cho là do Trung Quốc gây ra. Biden có ít mà nơi nào khác ngoài Trung Quốc để tạo ra một bước đột phá ngoại giao và bất kỳ chính quyền nào mong muốn. Ông ta vừa gây ra sự dạn nứt trong quan hệ đối với Nga bằng cách thẳng thừng gọi Tổng thống Nga là kẻ giết người. Một hành động vô nghĩa nhưng gây tổn hại mà ngay cả những chiến binh lạnh lùng như Christie Limey cũng khó tránh khỏi. Iran và Triều Tiên đã từ chối nỗ lực đàm phán của Biden và chắc chắn họ muốn đợi được hối lộ trước khi nói chuyện. Trump phần lớn đã đạt được hòa bình giữa người Ả Rập và người Do Thái. Hơn nữa, những tiếng nói thận trọng như Blinken lại đang thua trong các cuộc tranh luận trong chính quyền. Động lực để gặp gỡ sớm với người Trung Quốc lại đến từ Hội đồng An ninh Quốc gia, không phải là Bộ Ngoại giao. Chủ tịch chính sách châu Á Kurt Campbell đã tìm cách cho cuộc gặp gỡ người Trung Quốc diễn ra ở Washington. Campbell là nhà ngoại giao hàng đầu châu Á tại Bộ Ngoại giao trong nhiệm kỳ đầu tiên của obama tự hào về sự xoay trục sang châu á trái ngược với việc phải chứng kiến quyền lực của hoa kỳ đã suy thái trong khu vực tại nhà trắng ông có sự tham gia của ông hoàng khí hậu john kerry người rất muốn đạt được thỏa thuận về khí hậu mang tính bước ngoặt với trung quốc chính quyền đã đảm bảo với các phóng viên và các thành viên quốc hội rằng cuộc gặp với các quan chức trung quốc chỉ để nhắc lại những mối quan tâm riêng tư mà họ đã bày tỏ công khai điều mà có nhiều khả năng hơn là sau khi trải qua sự kỳ dị khi được chứng kiến sự ủng hộ của các đồng minh có điểm dừng ở tokyo và seoul mục tiêu chính của các quan chức biden sẽ là bắt đầu đặt cơ sở để hoàn tác cái trách nhiệm tiếp cận trump với bắc kinh các chủ đề thảo luận có thể xảy ra bao gồm giảm thuế quan hoặc là kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ. Hội nghị thượng đỉnh giữa Biden và Tập và trao đổi Meng Zangu, tức là Mạnh Vãn Chu, giám đốc điều hành Huawei, hiện đang bị giam giữ tại Canada về tội tham nhũng với các tù nhân bị Trung Quốc giam giữ. Thật không may, một sự thay đổi lớn trong chính sách Mỹ-Trung có thể sẽ đến. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung bài viết chiến lược của joe biden về trung quốc rút gọn thành một từ nhẹ nhàng theo the national interest đến đây là kết thúc xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau